Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Computer. Sôi đáp ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất mỗi mình mà thôi. Tuy nhiên, cái nội dung chính của chúng ta đó là trả lời những câu hỏi. Và vì thế, chúng ta sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên của bạn Bùi Bảo Lân. Những màn hình chỉ ghi có FreeSync thì có cách nào dùng được G-Sync không ạ? Và nếu dùng được thì có khác biệt nhiều khi so với dùng G-Sync trên những màn hình có hỗ trợ G-Sync sẵn có hay không? Và anh cho em hỏi tên vài cái màn hình 24 inch 165Hz ngon, bổ, rẻ có G-Sync trong tầm giá 5 triệu để có thể chơi game với ạ. Màn hình có FreeSync thì vẫn có thể dùng được G-Sync với điều kiện là màn hình đó có chứng nhận tương thích với G-Sync đến từ NVIDIA và sử dụng những mẫu VGA cho phép điều này, ví dụ như dòng Pascal hoặc là dòng Turing trở lên. Và với màn hình 24 inch 165Hz trở về thì theo ý kiến của mình thì có một số mã có mức giá tương đối tốt, ví dụ như Gigabyte G24FA, một mẫu màn hình nữa đến từ Acer TOF Gaming VG24Q thì bạn có thể cân nhắc giữa những cái mẫu màn hình như thế. Còn về việc là dùng có khác hay là không thì nếu như bạn chọn màn hình có tần số quét cao, theo đánh giá cá nhân của mình là 165Hz chơi game theo độ phân giải Full HD chẳng hạn, thì khi các bạn chơi game bình thường thôi thì các bạn không nhất thiết phải quá quan tâm đến đâu. Mình cũng sử dụng màn hình 165Hz có cả FreeSync và G-Sync thì gần như mình không bao giờ quan tâm, bởi vì một số tựa game mình còn chẳng đạt được cái mức 165Hz thì có hay không thì nó cũng không quan trọng lắm. Câu tiếp theo của bạn Thạch: VGA AMD người ta hay khuyên mua hãng là PowerColor Red Devil hoặc là Sapphire Nitro, thì hai hãng này có chất lượng tốt không và so sánh thế nào khi so với Acer và Gigabyte? Đây thực ra là một câu hỏi mình thấy khá nhiều, bởi vì là những cái hãng mà anh em vừa thấy thì họ không sản xuất cạc đến từ NVIDIA hoặc là một số ít những sản phẩm thôi. Lý do bởi vì là NVIDIA và AMD họ sẽ có những cái nhà sản xuất và những cái nhà gia công khác nhau, và theo những cái lời khuyên mà bạn nhìn thấy như vậy thì khá là một chiều. Mặc dù những phiên bản PowerColor Red Devil hoặc là Sapphire Nitro Plus là trong những cái mẫu sản phẩm thuộc hai hãng sản xuất VGA có chất lượng và hiệu năng lẫn cái độ mát mẻ là tối ưu rất tốt. Tuy nhiên, ở trong cái tình trạng hiện tại chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm và chúng ta phải so sánh từng model và từng phân khúc phù hợp với nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta so sánh mẫu Nitro mức giá 20 triệu, trong khi đấy lại so sánh một mẫu cả khác cũng một cái mã đấy nhưng chỉ có 16 triệu và bảo bản 20 triệu tốt hơn hẳn, đừng mua bản 16 triệu. Thì rõ ràng 20 triệu đắt hơn thì nó phải cao cấp hơn rồi khi so với bản 16 triệu. Tuy nhiên, bản 16 triệu thì lúc đấy chúng ta sẽ có mức giá tốt hơn. Đấy là chúng ta có thể quan tâm. Thì mình sẽ lấy ví dụ một chút đi. Ví dụ như ngày xưa mình có để ý đến là phiên bản RX 5700XT Sapphire rất ngon. Tuy nhiên sang đến những phiên bản cao hơn thì có cái hiệu năng nếu mà so với ngày trước thôi thì lại không bằng. Thế nhưng khi mà soát mà bằng chung thì vẫn tốt. Tất nhiên thì anh em quan tâm đến cái branding như nào nữa, chúng thích dùng hàng cao cấp hay chỉ là hàng tối ưu về P/P. Câu hỏi số 3 của bạn Nam Đỗ: An Phát cho em hỏi, em đang dùng Acer TOF Gaming B660M Wi-Fi D4 với i7-12700F thì làm sao để có thể mở max hiệu năng của CPU trong BIOS ạ? Em thấy xung không lên cao và tiêu thụ điện chỉ ở mức 110W. Để mình nhớ xem nào. Với i7-12700F khi mà load nặng thì thông thường theo như mình test rồi thì sẽ ăn điện khoảng chừng 150W đến 170W tùy main, tùy CPU và tùy phiên bản BIOS nhé. Thì với một số những cái phiên bản BIOS thì sẽ ăn ít điện hơn khi mà chúng ta load nặng. Thì trong trường hợp của bạn mà bạn không chạy hết được công suất, thế như mình nhìn thấy 110W và bạn chạy nặng đi mà xung nhịp không lên cao thì có thể là trong BIOS của các bạn không mở rồi, thì anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh vào mục APE hoặc vào đường dẫn là Internal CPU Power Management và điều chỉnh phần long packet power thành 170W, và anh em chỉnh luôn cái phần short, tức là chúng ta cung cấp điện cho CPU trong thời gian ngắn và thời gian dài thì chuyển thành 170W, và sau đấy anh em xếp lại và test thử đi, cái đấy khá là hiệu quả đấy. Tuy nhiên thì anh em cũng cần phải quan tâm thêm xem đấy, là bộ nguồn của anh em đang sử dụng là như nào nữa, có phải bộ nguồn có chất lượng tốt hay không, cái dây dẫn nữa, nói chung là nhiều yếu tố lắm. Bạn cứ thử đi, sau đấy thì hãy gửi lại ý kiến này cho mình nhé. Câu hỏi số 3 cũng đến từ bạn Bảo Lân. Câu này thì mình khá là nhiều ý. Anh cho em hỏi là em đang muốn build một bộ PC RTX 3060 Ti cộng với i3-12100F chỉ để chơi game chế độ phân giải Full HD, thì nên dùng bộ nguồn có công suất bao nhiêu là ổn định và tiết kiệm nhất ạ? Sự khác nhau giữa bộ nguồn bình thường và bộ nguồn Brawl và Gold là gì? Combo như trên thì sử dụng RAM DDR4 bus 3200 so với 3600 thì có khác biệt nhau nhiều hay không? Đây là chúng ta xét trên cái cạnh chơi game nhé. Thì với cái combo như bạn nhé, nếu mà chính xác là cần bộ nguồn bao nhiêu
thì bạn có thể lựa chọn những bộ nguồn có công suất là 450W thực thì hoàn toàn có thể gánh hết được. Bởi vì là với RTX 3060 Ti thì khi mà hoạt động max hiệu năng, VGA này sẽ tiêu thụ khoảng chừng 200W điện, thì với CPU i3 là khoảng 65W nữa, thì 65W là nhiều, thật ra chơi game không đến cái mức đấy đâu, thì 450W hoàn toàn có thể gánh được rồi. Tuy nhiên với những cái bộ nguồn có hệ số hao mòn khi chúng ta sử dụng, vì thế để mà có cái cách mà chúng ta sử dụng lâu dài tốt nhất thì những bộ nguồn có 500W công suất thực trở lên để có thể đảm bảo được công suất hoạt động tốt nhất. Bởi vì trên thực tế những cái bộ nguồn 450W xịn ở trên thị trường ấy thì cái mức giá khá cao, vì thế chúng ta hãy lựa chọn những bộ nguồn 500W trở lên thì để tối ưu nhất về mặt giá thành. Và cái sự khác nhau giữa nguồn Brown và Gold mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất được đó là cái hiệu suất chuyển đổi của Gold cao hơn, do cái bộ nguồn Gold này có cái khả năng tiết kiệm điện tốt hơn, hoạt động mát mẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đứng trước hai khía cạnh. Với bộ nguồn Gold thì chúng ta có mọi thứ nó tốt hơn này, chắc chắn là cái chứng tỉ Gold Brown này nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng của bộ nguồn. Tuy nhiên để đạt được cái chứng nhận như vậy thì hầu hết những nhà sản xuất họ đều đưa thêm nhiều linh kiện tốt hơn vào bộ nguồn Gold, vì thế cái tính ổn định cũng cao hơn. Và ở đây bạn đang nói đến cái khía cạnh là tối ưu chi phí thì mình nghĩ bạn nên lựa chọn những bộ nguồn Brown là hoàn toàn có thể gánh được rồi. Và tiếp theo nữa, một yếu tố liên quan đến bus RAM. Ở đây thì bạn đang có đề cập tới bus RAM là 3200 cho đến 3600. Và mình sẽ xét trên khía cạnh thì đây là CPU của Intel, thì mình nói thật luôn là hầu hết những ứng dụng phổ biến thì mức chênh lệch rất là nhỏ, và bạn chỉ chơi game thôi thì từ mức 3000 đến 3600 là gần như không có thay đổi gì đấy quá lớn. Nếu giá của RAM 3600 thì so với 3000 hoặc là 3200 xem nhau chỉ chênh nhau vài chục nghìn thôi thì bạn hoàn toàn có thể luôn 3600. Tuy nhiên thì không phải hệ thống nào cũng có thể support được 3600, nên bạn hãy xem kỹ càng nhé. Còn nếu như bạn mở rộng ra yếu tố, bạn làm việc thông qua một phần mềm khác After Effects đi, thì 3000 với 3600 lúc đấy chúng ta mới nhìn được một chút những sự khác biệt. Đấy là xét trên cấu hình của Intel nhé. Và chuyển sang câu hỏi số 4 của bạn Anh Hùng Xạ Điêu. Hero Xạ Điêu, An Phát cho mình hỏi máy mình đang dùng chip CPU Intel Core 7 12700F hay thanh RAM DDR5 32GB phục vụ cho nhu cầu sử dụng Lightroom và Photoshop. Vậy bây giờ mình nâng cấp thêm hai thanh RAM nữa để nâng thành 64GB thì cái tốc độ hiệu năng có cải thiện lên nhiều hay là không? Ở đây bạn đang dùng RAM DDR5 rồi thì với nhu cầu như vậy thì theo mình để tối ưu hóa thì các bạn không cần phải nâng RAM, bởi vì thực tế hiệu suất tổng thể như vậy là đã rất tốt rồi. Và theo như khuyến cáo thì trên Lightroom mà anh em có thể xem thì cũng không nhiều như thế đâu, và thậm chí với 32GB RAM là thừa để cho các bạn sử dụng những ứng dụng các bạn kể trên. Ngay cả những cái trang gọi là Pocket System là nơi khuyến nghị những cái sản phẩm thì cũng chỉ khuyến nghị là 32GB RAM sử dụng cho Lightroom thôi. Thế nên nếu như bạn cảm thấy mức chi phí chúng ta dư giả một chút, muốn nâng lên để thay vì 2 RAM, 4 RAM cho đầy đặn thì cũng được. Còn nếu như bạn đang sử dụng thì tốt nhất là không cần phải nâng cấp thêm nha. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu hỏi số 5. Mình đang sử dụng main MSI B660M Mortal Wi-Fi với i5 12400 32GB RAM, sử dụng thẳng Thermalright 120, nguồn RM850 của Corsair, thì theo bạn mình có thể nâng cấp lên CPU Intel Core i5 13600K cộng với RTX 4070 được không nhỉ? Nhu cầu chơi game AA, làm việc cũng làm clip đơn giản, khi mua về thì có cần lắp đặt hay thao tác tùy chỉnh gì hay không, hay chỉ gắn vào và download driver để sử dụng được? Mình xin cảm ơn. Nếu mà xét trên cấu hình của bạn thì mình thấy bạn mua bộ nguồn dư khá nhiều với cấu hình của bạn mà dùng 850W trước đấy nhá, là bạn đã có cái nhu cầu là tôi chỉ sử dụng cái bộ cấu hình này một năm và sang năm tôi lên một cấu hình khác và tôi không muốn thay nguồn. Và nếu như có chạy được hay không thì chắc chắn vẫn sẽ chạy ổn định cái cấu hình của bạn vừa đưa ra. Bởi vì dòng MSI Mortal theo như mình đánh giá là một mẫu bo mạch chủ có cái VRM rất tốt trong phân khúc B660, và hầu hết những cái mẫu bo mạch chủ B660 thì đều thừa để có thể gánh được những cái mẫu CPU và hoàn toàn có thể cắm CPU dòng cao hoặc thậm chí là dòng K lên vẫn có thể chạy được ổn định. Và thử nghiệm cho thấy thì nếu như bạn nào mà có dùng rồi thì hoàn toàn có thể cắm CPU Intel Core i9 12900K và chạy ở 241W hoàn toàn được. Vì thế khi mà bạn nâng từ dòng i5 lên Intel Core i5 13600K thì bạn hoàn toàn có thể lắp vào luôn, và chỉ cần update BIOS mới nhất trước khi lắp đặt nhé. Bởi vì để có thể sử dụng được như vậy, một chipset từ chipset dòng 12 lên 13 thì bạn phải tải BIOS về cho CPU ấy, bạn update xong thì bạn mới thay CPU vào thì mới nhận. Còn nếu bạn không update BIOS thì cái bo mạch chủ của bạn sẽ không thể nhận ra CPU bạn vừa cắm vào là gì. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 6 của bạn Ngọc đi. Mình đã sử dụng 3 màn 24 inch Full HD 60Hz
một màn 27 inch 2K 165Hz và một màn 27 inch 4K 60Hz và chạy với i5-12400F RTX 3060 2 fan SD Gen 4 32GB RAM bus 3200 vừa chơi game Three Kingdom Tam Quốc trên màn hình 2K vừa xem YouTube trên màn hình 4K. Thì khi CPU và VGA không nóng, CPU thì loát 50-60%, còn VGA loát 90%, thì liệu có phải là do máy gánh không nổi hay không? Nếu như bạn xem mỗi YouTube mà bạn để VGA decode và luôn loát 90% thì mình nghĩ bạn có thể mượn một mẫu VGA khác thử xem có gặp tình trạng đấy hay không. Nếu như mà vẫn gặp tình trạng như vậy thì mình thấy VGA đang gánh còng lơ lưng, và mình cũng chưa gặp trường hợp nào mà dùng 3 mảng, 3 độ phân giải khác nhau như vậy. Thông thường thì mình sử dụng là hai màn hình 2K thì mình thấy là hoàn toàn ổn, không gặp cái tình trạng đấy bao giờ. Nhưng không sao, chúng ta có thể thử từng bước một. Với câu hỏi số 7 cũng là câu hỏi cuối cùng của bạn VR Studio cho mình hỏi, nếu như mình lắp hai thanh RAM 8GB bus 3000 Trident Z RGB thì lắp thêm hai thanh dung lượng 8GB nữa cùng bus trung hãng thì có nên quad channel hay vẫn là dual channel? Spec của bạn là Intel Core i5-12600K bởi chiếc Asrock B660 Legend RAM Trident Z 8GB X2 và VGA là RTX 3060 Ti 8001 SD Samsung. Nói chung là có rất nhiều những cấu hình, nhưng mà mình thấy một bạn đưa ra có vẻ là full spec luôn đấy. Và khi bạn không ép xung, không bật XMP thì nó vẫn sẽ ở dual channel, bởi vì cái bo mạch chủ chipset B660 và CPU Intel Core i5-12600K chỉ hỗ trợ dual channel thôi. Và nếu như bạn nào muốn chuyển sang dòng quad channel thì bạn bắt buộc phải sử dụng những cái nền tảng có hỗ trợ. Ví dụ như AMD thì chúng ta có cái dòng Tegra X40 hoặc là dòng bo mạch chủ là X299 thì mới có thể sử dụng được. Và đấy là những câu hỏi mà mình có trong video ngày hôm nay. Nếu như anh em nào mà có bất kỳ một cái câu hỏi nào nữa thú vị liên quan đến cấu hình của anh em thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận video, để lại luôn cái bình luận để chúng ta có thể trả lời luôn ở trong video đấy, hoặc là chúng ta chuyển sang video tiếp theo nha. Gặp lại anh em trong video sau.